Hi, xin chào các bạn. Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng Testbox để mà nhập liệu dữ liệu từ phía người dùng vào. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một kỹ thuật rất là mạnh của WPF, đó là binding. Với kỹ thuật này và những cái thứ control các bạn đã học, thậm chí các bạn không cần học tiếp những control khác, các bạn tự đoán xem các bạn cần sử dụng control nào từ kiến thức WinForm bạn đã có. Các bạn kết hợp vô với cái binding này, các bạn đã sử dụng WPF rất là tốt rồi. Sau cái thằng này sẽ là read, thì thằng đó các bạn cũng nên học để nắm nữa. Đó cũng là một cái đối tượng rất là mạnh của WPF luôn đó. Thì hết phần đó thì các bạn đã nắm khá là ổn về mức cơ bản của WPF rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào phần binding để cho các bạn thấy rằng binding này nó mạnh như thế nào, và đây chỉ là cái bài để giúp cho các bạn đỡ bỡ ngỡ với binding thôi, chứ không phải là tất cả sức mạnh của binding. Binding rất là mạnh, thậm chí mạnh tới nỗi mà trong cái file mà XML file Windows các bạn tạo ra đó, các bạn không cần có một đoạn code behind nào hết, tạo ra sao để yên vậy, các bạn sử dụng binding là nó đủ khả năng thực hiện gần như mọi thứ trong chương trình cho các bạn. Nghe nó ghê quá đúng không? Đúng, nhưng mà các bạn cần phải làm rất là cực, các bạn cần phải nắm kỹ thuật rất là cao các bạn mới làm được mức đó. Nhưng mà nhờ là như vậy á, cái sự ràng buộc và thống nhất của cái chương trình của bạn nó lớn hơn, và khi các bạn thay đổi, các bạn thay đổi ở phần lõi ở tầng trên nó tự thay đổi theo. Nên các bạn có thể tách bạch ra giữa người thiết kế và developer và designer, hai bên đó tách bạch ra được, nhưng nó kết hợp với nhau được. Cái lõi đó các bạn sau khi viết xong, các bạn có thể mang cái lõi đó đi xài cho những cái giao diện khác, các bạn chỉ cần gắn vô là xong đó. Nói sơ luôn. Rồi bây giờ sẽ vào binding nha. Binding đẹp, rất là hay. Đây chỉ là cái phần cho các bạn đỡ bỡ ngỡ thôi, chứ không có phải là tất cả. Và nếu mà bạn nào đã từng tham khảo qua tài liệu á, thì bạn sẽ thấy đây mới là phần sơ thôi. Và binding á, thì có một cách tạm thời bây giờ thì để mà binding dữ liệu lên trên giao diện á, thì có một cách. Nhưng mà thật sự ở phía bên dưới á, thì có nhiều cách. Tức là ở phía trên giao diện thì có một cách, nhưng ở phía bên dưới cái tầng mà tầng xử lý gọi là data model, view model á, thì nó có nhiều cách. Rồi bây giờ mình sẽ đưa ra cái vấn đề cho bạn coi. Bây giờ mình sẽ thiết kế giao diện trước đi ha. Ở đây mình sẽ quăng ra ba cái, một cái test block, một cái test box và một cái button, được không? Hoặc là bây giờ mình sẽ có hai cái test box, mình sẽ có hai cái test box đi ha, và một cái button đi. Mình sẽ có hai cái test box và một cái button. Test box nhất, thậm chí mình không cần dùng tên luôn ha. Ok, chắc là mình để tên vô rồi mình làm ví dụ trước cho bạn coi. Test box sụt, có thằng tên là test box sụt, và vertical alignment mình cho nó nằm ở top, nằm ở thằng trên. Tại vì mình chưa hướng dẫn các bạn về phần real cho nên thành ra mình không có hướng dẫn các bạn phần sau được. Bài sau các bạn sẽ biết tự điều chỉnh sao cho nó hay hay thôi. Rồi test box tiếp, test box thứ hai, đặt tên cho nó là binding, yeah. Vertical alignment mình cho nó là nằm ở center, và một cái button name là button binding, yeah. Vertical alignment thì mình cho nó nằm ở bottom. Ok, và thằng này do không có cái content á, mình ghi là quên content bằng binding. Rồi vậy đi ha. Bây giờ mình muốn như thế này nè, khi mà mình nhập dữ liệu vào trong cái ô testbox sụt, sau khi mình nhấn nút binding thì cái dữ liệu bên này nó sẽ được truyền qua bên này. Ok, rồi bây giờ mình code nó với code bình thường. Mình sẽ tạo một event bằng cách nhấp đúp vô cái button binding để tại event click cho mình, yeah. Rồi sau đó thì khi click rồi, nó đang click là cái testbox ủa cái thằng kia mình đặt tên là gì mà sao không thấy ta, testbox binding rồi. Testbox lưu lại nữa. Đây, testbox binding.test. Nó sẽ bằng testbox sụt.test. Đúng không? Chị này quá dễ dàng rồi. Rồi mình chạy thử nha. Ok. www.helpgetteam.com. Được không? Mình nhấn binding thì dữ liệu nằm ở đây. Dễ mà đúng không? Rồi. Nhưng cái này là dùng sử dụng sự kiện. Còn bây giờ mình đủ khả năng làm cái chuyện này nè. Không viết một đoạn code ở bên dưới này luôn, mà mình có thể làm được điều đó.
Các bạn cùng xem mình biểu diễn ha. Ok, ở đây mình sẽ bỏ luôn cái đoạn code click này, không cần luôn. Quá dễ, các bạn tự làm được. Bỏ luôn ha, để cho các bạn thấy là mình không có code đoạn nào, chưa? Rồi, mình sẽ qua bên giao diện này. Cũng để ý nè. Cái test box binding này mình tìm tới thuộc tính test. Binding mình sẽ dịch nghĩa trước cho các bạn thấy. Binding có nghĩa là giống như kiểu là tương quan dữ liệu đi. Mình không biết phải dịch sao cho nó đúng nữa. Thật sự mình không biết phải dịch chữ binding như thế nào. Mình chỉ biết gọi là binding thôi. Rồi. Thì mình sẽ thay vì bạn set thuộc tính test là bằng cái gì đó, ABC gì đó đây đúng không? Thì bây giờ không phải là như vậy. Bạn mở ngoặc. Cái này gọi là ngoặc nhọn. Bạn mở ngoặc nhọn. Bạn chọn binding. Cách ra. Bạn có thể gõ vào bạn sẽ gõ vào cái path gọi là path nè, là bằng cái thuộc tính mà các bạn muốn binding, thuộc tính các bạn muốn binding là bây giờ là binding cái test. Bạn chọn element và bạn muốn lấy cái thằng đó là sụt, là test box sụt. Rồi khi mà các bạn đọc vô cái này các bạn sẽ hiểu như thế nào nè. Cái thuộc tính test của cái thằng test box binding này nó sẽ nhận giá trị từ thuộc tính test đó, cái path là test nè, routine, từ thuộc tính test của cái element của cái hàng đối tượng á, nó có tên là test box ruột là này. Rồi chạy ok www.how để tìm cho con. Ok, và mình không viết một đoạn code nào bên dưới cả. Ok, mà thấy dễ dàng không, xử lý nhanh gọn lẹ rõ ràng. Ok, rồi là một cái. Rồi bây giờ mình thử ngược lại ở bên đây thì sao, nó không thay đổi. Nhưng mà mình lót vào cờ đã thay đổi. Đây, hồi nãy là bạn đã nằm ở mức biết xài được binding. Từ từ nha, từ từ mình sẽ tiếp tục nha. Rồi bây giờ giả sử bây giờ mình không muốn binding thuộc tính test, mình mà đây binding thuộc tính khác cơ. Binding thuộc tính như là test chấm len. Rồi ha, thử nè, có lỗi hay sao nó chạy. Lỗi property real number, nói chung là có lỗi ở đây, nói chung là nó quăng cái lỗi ra. Lỗi không biết là lỗi gì. A two way or one way should binding cannot work on read on the read. Chắc như vậy. Vậy cái one way và two way này là cái gì? Nó thực sự là một cái gọi là binding mode. Nằm đây nè. Nhầm. Quên, mode thôi chứ không cần binding. Đó. One time nè, one way nè, two way nè, one way tôi suột nè. One time nè, one way nè, một đường. Bây giờ những cái này là cái gì hay vậy? Có vẻ thú vị ha, bây giờ mình sẽ thử từng cái. One way trước đi. Đây là không nè. Nó đếm số rồi, bạn thấy không? Vậy one way có nghĩa là gì? Bạn cứ tưởng tượng hai bên. Đây là object nguồn, đây là object đích. Thằng này nó sẽ binding dữ liệu từ thằng này qua. Thì bây giờ cụ thể mình đang binding là binding cái số độ dài của những cái ký tự nằm bên trong cái box này. Cái box chấm len. Và one way có nghĩa là cái dữ liệu mà đi á là chỉ có từ bên này đi qua thôi, chứ không có ngược lại. Được, tôi bây giờ thử đây ha. Không đi ngược lại. Tức là chỉ có đi một hướng qua, thằng này chỉ có nhìn thấy bên kia và lấy lại thôi. Chứ thằng bên kia không hề biết luôn, thậm chí nó còn không biết là thằng này nó lấy của mình. Ok. Còn bây giờ mình không để one way nữa, mình để là two way. Và bây giờ mình sẽ bỏ thằng len này đi nha, để cho nó đảm bảo chạy được. Ok, rồi mình chạy nè. Giờ đây chạy bình thường đúng không, không nói rồi. Như ở đây là chạy nè, không có gì. Nhưng mình lock poker một phát là nó về lại liền. Tức là hai bên nó sẽ binding dữ liệu qua lại lẫn nhau. Mà tại sao lại có cái chuyện là thằng này lock poker thì thằng này nó mới nhận? Là bởi vì bạn cứ tưởng tượng như thế này. Hai thằng nó tương quan dữ liệu lẫn nhau. Thằng A thay đổi thì thằng B sẽ thay đổi. Nhưng bây giờ bạn tưởng tượng với cái điều kiện như vậy thì thằng B thay đổi mà thằng A cũng thay đổi theo, thì hai thằng thay đổi cùng một lúc thì nó sẽ xảy ra đụng độ. Cho nên thành ra mới có cơ chế là thằng này phải đợi lock poker thằng kia nó mới nhận. Được không? Để tránh cái trường hợp lặp liên tục á, lặp vô tận. Người ta giải quyết bằng cái phương pháp như thế này. Đợi. Ok. Đó, thì ra như thế này, two way. Cho nên mới có cái chuyện là len không lấy được á. Ok, rồi tiếp. One way to sụt, một lần duy nhất đi vào bên sụt. Thử này nha, không có gì hết. Lock và cột cũng có. Nhưng ngược lại. Thì lúc này nó mới ngược lại nè. Thằng này nó sẽ cập nhật cho thằng sụt. Ok, bạn nhìn tên là bạn hiểu ngay. Rất dễ.
Okay. Và one time là một lần duy nhất thôi. One more time baby. Không chạy. Nhưng ha, nếu như hàng này mình để test bằng relocation chạy, nó cập nhật một lần duy nhất và sau đó không cập nhật gì nữa hết. Không cập nhật gì nữa hết. Ok. Rồi, đó là Biden mod, đơn giản đúng không? Đó, cách Biden như vậy. Bạn muốn Biden element nào thì bạn sẽ chọn path là như vậy. À, bạn muốn Biden thuộc tính nào thì chọn path đó. Bạn muốn Biden element nào thì chọn thằng đó. Thì bạn cũng có thể làm cái chuyện là có hai cái textbox. Hai cái textbox đó nó sẽ Biden cái y và hai y và hay của cái window. Rồi bạn có thể thay đổi giá trị trong đó thì kích thước của window có thể thay đổi theo, và ngược lại bạn thay đổi window thì kích thước có thể thay đổi theo. Thì là như vậy, bạn không phải tốn một dòng code nào viết bên dưới mà vẫn chạy được. Cool chưa? Okay. Thì thành ra cái nút button này thừa luôn. Ok. Và đó là sức mạnh rất lớn của Biden ha. Đó mới là cái phần đỡ bỡ ngỡ thôi. Sẽ các bạn tự hỏi mình như thế này nè. Ô, vậy thì bây giờ mình có thể làm sao đó mà cái thằng testbox này nó nhập số vào, thằng này nó sẽ xuất ra cái kết quả tính toán không? À, cái này sẽ là cái phần advanced Biden ha. Biden cơ bản mà hướng dẫn tới đây là các bạn làm, các bạn đã thực tập hơi mệt rồi. Nói chung không khó lắm nhưng mà hơi mệt rồi, thì các bạn làm quen trước. Sau đó mình sẽ làm nguyên một bài về advanced Biden và chia ra nhiều bài trong đó ha. Có cái là convert nè, validate nè, rồi comment nè, và nhiều thứ đó ha. Nên một bài như thế này không nói hết được, nói một lần các bạn ngợp thôi chứ không được gì. Cho nên các bạn cố gắng, như đây đối sai thôi chứ cần phải nhiều đâu. Rồi còn nếu mà bạn nào có cái nhu cầu mà làm cái chuyện mà thằng này nhập số và thằng này ra tới kết quả tính toán á, tạm thời bây giờ cứ dùng event đi. Ok, tạm thời bây giờ cứ dùng event đi. Rồi, đó là một cái ha. Cái thứ hai nữa nè, Biden không phải chỉ có xuất hiện trên đây không, mà nó còn có thể làm cái chuyện này nữa. Nó lấy dữ liệu từ cái data contest xuống được. Nó lấy dữ liệu từ data contest xuống được. Bây giờ mình sẽ trình diễn thêm cái thứ hai nữa cho các bạn coi ha. Thì bây giờ cái thằng button này đi ha, mình lấy thằng button này ra Biden đi ha. Tại hang này mình sẽ để lại ví dụ cho các bạn xài. Rồi, cái button này nè, bây giờ cái test của nó, cái content của nó, mình sẽ lấy từ bên trong này ra. Được không? Mình sẽ lấy từ bên trong này ra. Ok. Thì bây giờ mình làm sao? Các bạn cùng coi nè. Mình sẽ biểu diễn và các bạn sẽ thấy ngay. Ở đây mình sẽ để thằng này, nó kế thừa lại từ thằng là ai? Notify the change. I notify property change. Đó. Chưa? Sử dụng thư viện là system.component module. Rồi, thì thằng này nó cần phải implement interface này vô đó. Đoạn này. Đó. À, cái property chain. Rồi khi mà property chain sẽ làm cái gì một cái event thôi. À, thằng này là private ha. Đây sẽ có một cái bút lịch. Bên này sẽ property thường, mình sửa lại một xíu thôi. Event property change handler. Sử dụng lại của thằng này. Property chain ha. Mình sẽ okay. Thật sự là ở đây mình không cần phải sửa này chi. Mình chỉ việc gọi một cái thằng on notify chain là được. Nhầm. Rồi, ở đây sẽ copy thằng code này. Đó, sẽ lại. Đây. Từ ha, tí nữa mình sẽ giải thích Biden là cái gì như thế nào. Rồi, mình sẽ có một cái thằng là on notify chain này. Mỗi khi mà nó kiểm tra coi cái thằng này nó có null hay không, nếu mà không null thì làm gì nhớ, nó sẽ gọi event lên. Túm lại thằng này bạn xài lại thôi. Nhưng cái cơ chế Biden nó là như thế này. Hai thằng A và B. Thằng B nó sẽ nhìn tới thằng A. Cái thằng Biden nó sẽ nhìn tới thằng sụt của nó. Và cái on notify routine chain này có nghĩa là bất cứ khi nào mà cái thằng A kia kìa có sự thay đổi á, thì thằng A nó sẽ rai lên. Nó kêu hey, tôi thay đổi nè, tôi có gì đó thay đổi rồi. Thì thằng B biết được A rồi, tao thấy rồi, mày có sự thay đổi, tao sẽ cập nhật lại. Đó là cơ chế của Biden. Vậy thôi. Và muốn sử dụng đó thì bạn phải kế thừa lại interface là I notify property change. Và interface đó nó có một cái hàm, một cái event đó là property change. Thì thành ra mỗi khi mà cái property change á, nó sẽ gọi thằng này. Mà thằng này được gọi á, thì mình thay vì mình làm cái hàm này gọi đi gọi lại hoài thì mình làm nó một hàm, rồi sau mình tận dụng thôi. Mình sẽ gọi này, đưa string name được. Rồi bây giờ làm thử cách cho bạn coi nè. Private. À, bây giờ là cái button là có test đúng không? String này. Private string là button name. Như vậy ha. Oh.
À thằng này luôn. Ủa, thằng này là Win Visual 2013, rồi bị nhầm qua 2015. Rồi. Đó. Thì bất cứ khi nào mình sẽ sửa code đây là một xíu nè. Bất cứ khi nào mà cái giá trị của thằng này được set, mình sẽ gọi cái hàm này. Đó. Để thông báo lên rằng ha, à, cái thằng này nè nó có sự thay đổi, hệ thống hãy tự làm gì đó đi. Tôi thông báo lên cho biết là có sự thay đổi đó. Hệ thống hãy tự làm gì đó nè. Ok. Đó, xong. Vậy thôi. Đó là cách để các bạn làm được robotic chain. Rồi sau đó tiếp tục nè. À, sau đó tiếp tục nha. Tiếp tục như thế này. Qua thằng này, button này. Cái content này mình sẽ binding với cái gì? Binding với cái button nè. Vậy thôi. Rồi bây giờ cái button name lấy đâu ra? Thì vừa mới vô thì mình cập nhật button name đi ha. Cho nó là bằng binding data form window form copy 2. Ok. Rồi chạy thử nè. Ủa chữ của tôi đâu? Thật sự là bạn chưa thể viết như thế này mà binding liền được. Thì bạn thấy đây nè, rõ ràng là mình đang có thông có cái kiểu giống như là vậy là có lẽ là tôi đang binding dữ liệu từ ngay bên đâu đó, từ cái thằng này có tên là button name lên. Mà button name thì chỉ có một thằng là nằm ở đây thôi chứ mấy. Đúng không? Thay vì các bạn chọn theo kiểu là cái cấu trúc là bat là các bạn gì, element là bạn gì, thì các bạn chỉ cần ghi thẳng như thế này, nó sẽ tự hiểu là bạn đang binding tới cái thuộc tính có tên này. Và cái thằng này lấy từ đâu ra? Lấy từ một thằng gọi là data context. Data context, đúng không? Và bây giờ thì cái thằng data context này bằng null, nên thành ra nó không làm gì hết. Thì các bạn để giải quyết được trường hợp đó, bạn làm như thế này nè. This data context bằng this. Xong. Cái data context của cái window này nó nhận chính nó luôn. Thì thằng window này có phải nó có cái thuộc tính là button name không? Cho nên thành ra là thằng bên này nó sẽ nhận được ngay. Rồi bây giờ mình thử cho các bạn coi. Thấy chưa? Binding data không có bị ngay. Cái data context này giống như là cái sụt vậy. Cái sụt data mà có sự thay đổi dùng để binding. Bất cứ thằng nào mà binding nó sẽ lấy từ data context ra. À, vậy có nghĩa là giống như là cái thằng window nè, cái thằng giao diện này nè. Nó đang nhận data context, nó đang nhận cái sụt để nó binding từ chính bản thân nó. Mà chính bản thân nó có một cái thuộc tính là button name, nên nó lấy ra được. À, hay à. Vậy thì bây giờ mình tiếp tục. À, rồi. Vậy thì có thể nào mà cái thằng này nó binding qua này rồi. Có cách nào binding thêm lần nữa là thằng này binding xuống dưới không? Tức là một thằng nó chỉ nó binding hai hướng. À, thật sự là không. Binding được một thằng thôi, nó nhìn được một thằng thôi. Khá là chung thủy. Tức như kiểu giả sử mình muốn á, là thằng này nó binding qua này. À được má. Bây giờ thằng này tiếp nè, mình có thể binding được mà. Hay nè. Test của nó mình có thể binding được. Không, binding button name luôn. À, binding như vậy luôn. Sao đâu? À, nhưng mà ở đây nó nói gì vậy? The test is set multiply time. Oh, ở đâu mình set rồi? À đây đây đây, đây. Đó, bỏ này đi. À, có nghĩa là bây giờ như thế này, cái đường đi như thế này. Đường đi như thế này. Thằng này không phải là one time nha, mình cho là bỏ mod luôn là sẽ tự động mặc định là two way. Chưa? Rồi. Cái thằng TSBox binding này nó nhận dữ liệu từ thằng này. Thằng này nó binding dữ liệu xuống dưới thằng này. Và cái thằng button này cũng binding dữ liệu xuống dưới thằng này. Cho nên thành ra thằng này thay đổi là cả hai thằng này và thằng button đều thay đổi. Vậy thì cũng có nghĩa là nếu như thằng này thay đổi, button này cũng sẽ thay đổi theo. Chạy thử cho các bạn coi. Nó không có rườm rà đâu. À thấy chưa? Đó. Đó. Thấy không? Thấy cái hay không? À, và sau này về phần advanced binding, mình sẽ hướng dẫn các bạn không cần phải set data context kiểu này, mà set data context ngay trên đây. Các bạn sẽ tạo ra một lớp gọi là lớp view model. Lớp đó nó sẽ là data context cho thằng window này. Thành ra bên dưới window thì bạn không cần phải code gì hết. Tại bạn tưởng tượng đi, designer người ta đâu biết code đâu, người ta code. Đúng không? Rồi, từ từ tiếp tục ha. Đâu vào đấy, mất gì đâu mà. Rồi ok ha. Đó. Là mình đã binding xong. Cho các bạn thấy được cái data context như thế nào, xài sao. Thì về sau giả sử bạn muốn thêm gì đó bạn đưa vô thôi. Và data context đó là bất cứ element nào cũng có data context. Hình như vậy, mình nhớ hình như là vậy. À, cái grid này cũng có nè, window thì cũng có nè, button thì cũng có luôn. À, cho nên thành ra nó sẽ nhận cái data context của thằng gần nhất nó xài. Ưu tiên hơn. Ok. Nắm ha. Và đại đa số tất cả các thuộc tính đều binding được. À, sức mạnh nó nằm đó nữa. Tất cả các thuộc tính đều binding được.
Nghe cool chưa? Hầu như là vậy. Để mà bay đến được thì thuộc tính đó phải nằm trong cái kiểu gọi là dependency object, tức là nó phải kế thừa lại từ dependency object. Không phải thuộc tính nào cũng bay đến được đâu nha. Nếu như các bạn sử dụng một thằng gọi là password box, mình thử cho các bạn coi password này và thuộc tính password của nó, mình cố gắng bay đến nó sẽ không chịu, bởi vì nó nói nè, thằng password box này nó không phải là dependency property. Nó không phải là dependency property cho nên Biden không được. Mà tại sao lại có cơ chế mà tự nhiên bắt buộc không Biden được? Bảo mật thông tin thôi. Ok. Rồi, cho nên không phải thuộc tính nào cũng Biden được. Để cho bạn thấy thôi. Ok. Rồi. Biden cơ bản là như vậy. Tới đây là các bạn có thấy sàn nó rất là phê rồi, không cần phải nói nhiều. Đúng không? Đó, bạn hoàn toàn có thể là hai thằng element nó Biden cùng một số. Vậy đấy, thành ra một suột thay đổi là tất cả cùng thay đổi. Đây có phải là cơ chế quá tuyệt vời không? Rất là tuyệt vời luôn. Rõ ràng là bây giờ giả sử mình tưởng tượng hệ thống của bạn nó rất là lớn, tên nhân viên, giả sử là tên nhân viên, chỗ nào cũng thấy tên nhân viên, giả sử một người nhân viên đăng nhập vào hệ thống đó, màn hình này, màn hình kia, màn hình nọ, mỗi lần mà bạn muốn xài chẳng lẽ bạn phải truyền 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 dữ liệu qua, hay là bạn tạo một biến gọi là biến constant là bạn lưu lại, nó không ngon lành đâu. Mà những cái chỗ đó mà bạn xài cái kiểu ba đinh như thế này, tất cả nó quy về một cái suột nhân viên đó. Về sau nó lấy lên, trời nó ngon, chạy nuột luôn. Suột thay đổi là thay đổi theo. Tôi lỡ database mà nó cập nhật đó, bạn chỉ cần cập nhật cái suột nó lên là tự động thay đổi, bạn không cần phải thao tác lại luôn. Giao diện vẫn nằm đó, mọi thứ nó vẫn chạy ra ro, bạn không cần phải reset lại phần mềm. Đúng không? Hay đó ha. Đó, rồi nhiều thứ khác nữa. Từ cái cơ chế Biden bạn có thể tưởng tượng ra nhiều cách để mà sử dụng, không nhất thiết là phải như vậy. Không. Rồi, Biden tới đây thôi. Bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng RIT. RIT là ai à? Cái thằng mà bữa giờ mình có viết cái chặt code ở bên trong đó đó, mà biết nó là gì hết. Thì bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết, cụ thể, rõ ràng, tận răng. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Đừng quên luyện tập thử thách không ngại khó. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta cùng chạy ví dụ nha. Ở cái dòng này là sử dụng ký tự đặc biệt để xuất nhập. Ở dòng này là sử dụng lệnh in ra màn hình.